Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và dự tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019, chiều ngày 6 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đi thăm và tặng quà Đảng bộ chính quyền xã Tây Phong, huyện Cao Phong và tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến thăm Đảng bộ chính quyền xã Tây Phong, huyện Cao Phong, đồng chí Chủ tịch Quốc hội phấn khởi trước những thành tựu mà xã đã đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt chúc mừng xã Tây Phong vừa đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ chính quyền xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí để phấn đấu là xã nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm đến việc nâng cao đời sống của người dân, phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Tỉnh Hòa Bình và huyện Cao Phong cần quan tâm đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để xã Tây Phong trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà cho xã Tây Phong. Đến thăm và tặng quà 3 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tây Phong, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã động viên, chia sẻ với những khó khăn mất mát của các gia đình, đồng thời tri ân với những đóng góp hy sinh của các gia đình chính sách để giành độc lập cho Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm hỗ trợ hơn nữa đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo để các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống cùng với sự hỗ trợ của nhà nước. Các hộ nghèo cần nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế để từng bước thoát nghèo và làm giàu. Đến thăm mô hình trồng cây có múi tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, đồng chí Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước sự phát triển kinh tế của người dân. Đặc biệt, trồng cây có múi đã đem lại cuộc sống ấm no, sung túc cho nhiều hộ dân ở địa phương, đồng thời đề nghị huyện Cao Phong cần có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu để nhân ra diện rộng, có nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo, phù hợp để phát huy lợi thế của địa phương và đem lại lợi ích cho người dân. Cùng với đó, nâng cao chất lượng và giữ vững thương hiệu sản phẩm cây có múi để đến được với nhiều thị trường lớn.